베트남 언론이 보도한 한국에 대한 소식들을 알아보는 베트남 신문 읽기. Đại sứ quan Việt Nam, Hàn Quốc cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là một trong những đầu việc cần được ưu tiên mà Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan chỉ ra tại hội thảo diễn ra sáng nay ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội. Hội thảo Hàn Quốc, Việt Nam đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đi vào chiều sâu do Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức, nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đứng trước những thách thức mới do đại dịch COVID-19 và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Các chuyên gia đánh giá, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau 28 năm thiết lập đang ngày càng phát triển ổn định và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và phối hợp trong các diễn đàn đa phương. Đại sứ cho rằng, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc được thiết lập từ năm 2009 đến nay đã phát triển sâu sắc. Quan hệ song phương trên các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, khoa học kỹ thuật đến y tế thời gian qua đã phát triển lên tầm cao mới. Đã đến lúc chúng ta cần thảo luận sâu hơn, chi tiết hơn về vị thế quan hệ hợp tác hai bên tương ứng với sự phát triển thời gian qua, đại sứ nhấn mạnh. Chính phủ Hàn Quốc đặt chính sách hướng Nam mới là trục chính của chính sách ngoại giao và đang thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các quốc gia thành viên ASEAN. Trong đó, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách này, với mức đầu tư và hợp tác giữa hai nước luôn ở mức cao. Thế giới đang đối mặt với khủng hoảng không thể dự báo trước do dịch COVID-19. Do vậy, đại sứ cho rằng, điều quan trọng hơn hết trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lúc này là cùng nhau ứng phó với những thay đổi do khủng hoảng gây ra. Trong đó, vấn đề tiên quyết cần nhanh chóng tháo gỡ trong quan hệ song phương hiện nay là bình thường hóa giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai bên cần đưa ra các giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, nhất là nhu cầu hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, đại sứ được chỉ định của Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, trong khi Hàn Quốc cũng đặt Việt Nam là đối tác trọng điểm trong chính sách hướng Nam mới của mình. Ngoài các mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị và an ninh, quan hệ nhân dân tốt đẹp giữa hai nước, thường được gọi là quan hệ thông gia cũng là một điểm sáng. Trước những diễn biến mới, phức tạp và khó lường trong tình hình khu vực và thế giới, hai nước đứng trước yêu cầu tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược để phục vụ tốt hơn lợi ích của mỗi bên, đóng góp vào an ninh và thịnh vượng của khu vực.